Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Huynh Vlog. Thì buổi chiều ngày hôm nay là ngày 25 tháng 7, em cũng tiếp tục cập nhật một số thông tin được gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết nha. Thì mới đây cô chú là cái ông thám tử lung này cũng có là đăng tải một cái bài viết là nói về cái bản quyền của cố nghệ sĩ nha cô chú. Thì hiện tại bây giờ cô chú anh chị là cái anh thám tử lung này anh rất là ngông cuồng luôn đó, thì anh chia sẻ một cái bài viết anh nói về cái bản quyền và anh xúc phạm đến chị Hồng Loan tiếp tục nha cô chú. Phải nói rằng cô chú anh chị là hiện tại bây giờ là cái anh thám tử lùng này cũng sắp sửa tới đây cô chú là cũng sẽ giáp mặt với chị Hồng Loan và chị Ni tại tòa vì cái lý do là vu khống xúc phạm chị Hồng Loan nha cô chú. Thì vừa rồi là chị Hồng Loan cũng có về ở dưới Hậu Giang đó cô chú, đó thì cũng có là gặp cơ quan chức năng ở dưới đó thì cũng làm cái đơn kiện là cũng được là bên cơ quan chức năng ở Hậu Giang cũng đã là thụ lý rồi cô chú. Thì cũng chờ cái ngày để ra tòa sẽ bớt cái anh thám tử lùng này đi nha cô chú. Nhưng mà hiện tại bây giờ là anh rất là ngông cuồng luôn. Thì buổi chiều ngày hôm nay là anh cũng tiếp tục là chia sẻ một cái bài viết là xúc phạm đến chị Hồng Loan. Thì cái bài viết với cái nội dung là như sau. Em cũng xin phép là được đọc để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được nghe nha. Quyền bảo vệ hình ảnh cá nhân là đúng, nhưng clip đám tang thì liên quan gì đến thừa kế và tranh chấp mà clip đó là tốt hay xấu cho người đã mất? Tôi thấy chả có gì thắng cả. Họ thắng cái gì à cả nhà? Đem kiện họ để lấy lại danh dự rồi có đòi lại được không? Vì khi đó hợp đồng vô hiệu hóa, bên vay phim có quyền sở hữu clip, nhưng họ sẽ không sử dụng và cũng không cho ai sử dụng clip của họ. Hình ảnh người đã mất biến mất khỏi người hâm mộ, những hình ảnh cuối cùng cũng không còn lưu trữ trên các nền tảng. Vì khi các clip thì kênh khả năng sẽ bị quét bay màu. Hợp đồng vô hiệu hóa nhưng các clip vay đó là tài sản của người vay. Đối với việc tôn vinh hoặc sử dụng hình ảnh cộng đồng, họ chỉ gỡ đi chứ không có trách nhiệm phải trả tiền cho người thừa kế. Bản thân người thừa kế hiện đang bị kiện về thân phận không rõ ràng. Người đứng ra ký hợp đồng tỏ ra cũng không mấy quan tâm đến vụ kiện vì bản chất được hay mất, họ cũng hoàn thành nhiệm vụ với người đã mất. Đó cô chú, thì vừa rồi là cái bài viết ngắn của cái anh thám tử lùng thì cũng chia sẻ là cách đây là 1 giờ đồng hồ nha cô chú. Thì cũng lên tiếng là xúc phạm đến chị Hồng Loan tiếp tục cô chú anh chị. Đó, nghĩ sao hiện tại bây giờ là cũng lên tiếng nói rằng chị Hồng Loan là người con nuôi không rõ nguồn gốc cô chú anh chị. Thì phải nói rằng cô chú là cái anh thám tử lùng này hiện tại bây giờ là anh cũng đứng về bên phía cô cháu gái này. Đó, thì anh cũng thường xuyên là lên những cái live stream rồi những cái bài viết là công kích đến chị Hồng Loan và chị Hồng Ni rất là nhiều luôn. Đó, nghĩ sao hiện tại bây giờ bên tòa án thành phố và ở ngoài Hà Nội cô chú thì cũng đã là xem xét những cái giấy tờ của chị Hồng Loan, thì cũng lên tiếng cũng tuyên bố rằng là Võ Thị Hồng Loan là người con hợp pháp của cố nghệ sĩ mà cô chú. Mà tại sao những cái thành phần này là hiện tại bây giờ nó không chấp nhận sự thật cô chú anh chị, rồi nó nói đến cái bản quyền cô chú. Đó, thì buổi tối ngày hôm qua cô chú, thì sau khi mà chị Hồng Loan và chị Hồng Ni đó từ ở ngoài Hà Nội về cô chú anh chị, thì cũng đứng trước cái bàn thờ của cố nghệ sĩ cũng lên tiếng nói rằng là lấy lại cái danh dự cái bản quyền BH của cố nghệ sĩ, rồi chị Hồng Loan sẽ lấy lại cái danh dự của chị Hồng Loan là người con hợp pháp, chứ không phải là vì tiền cái bản quyền BH nha cô chú. Mà cái anh thám tử lùng này hiện tại bây giờ là anh lên anh môi móc anh nói sai sự thật luôn cô chú anh chị. Nhưng mà cái điều đặc biệt là theo như em được biết cô chú, là chị Hồng Loan lấy lại được cái bản quyền BH là cái bên phía bên kia cô chú anh chị, thì từ này từ đây chủ về sau cô chú là nó sẽ không có thể nào mà đăng tải những cái hình ảnh rồi những cái bài hát của cố nghệ sĩ lên những cái
kênh YouTube của cái bên nhóm đó nha cô chú. Tại vì sao? Tại vì hiện tại bây giờ là chị Loan thì đang nắm giữ cái bản quyền rồi đó. Nếu mà bên đó mà nó đăng tải bậy bạ lên là chị Hồng Loan sẽ chính thức là có thể là mời cơ quan chức năng vào làm việc được nha cô chú. Chỉ có một mình chị Hồng Loan là được phép đăng tải những cái hình ảnh của cố nghệ sĩ và những cái bài hát của cố nghệ sĩ lên cái kênh YouTube của chị Hồng Loan, chứ cái bên kia thì hiện tại bây giờ là không thể nào mà đăng tải lên được nữa nha cô chú. Đó thì tiền cái bản quyền BH cô chú anh chị trong cái đám tang của cố nghệ sĩ á, là chị Hồng Loan cũng có nói rồi, thì chị Hồng Loan cũng không cần cái số tiền đó và cũng không muốn là cơ quan chức năng làm việc cho nó rõ ràng cô chú. Thì chị Hồng Loan sống cũng rất là hiền và rất là tốt luôn cô chú anh chị. Mà tại sao bây giờ bên nhóm đó nó lại đặt điều, nó nói chị Hồng Loan là người con không hợp lệ nữa cô chú. Đó, không hợp lệ mà trong cái phiên tòa ngày hôm qua ở ngoài Hà Nội thì chị Hồng Loan đã lấy lại được cái bản quyền BH. Mà tại sao cái bên đó lại kêu rằng không hợp lệ? Đó, chẳng lẽ bên tòa án người ta tuyên bố, người ta nói bậy nói bạ hay sao cô chú? Mà cái nhóm này nó đặt điều, nó vu khống, nó binh vực mẹ con của cô cháu gái bất chấp luôn. Đó, đến nỗi á, mà sáng ngày hôm nay á, cô chú, cô Sáu cũng lên tiếng nói rằng á, là mọi chuyện sự thật từ từ rồi nó sẽ sáng tỏ cô chú. Thì hiện tại bây giờ cũng đã là sáng tỏ rồi, cứ nói chị Loan là người con nuôi, người con không hợp pháp đó, thì cũng mở con mắt ra mà xem cô chú anh chị. Chị Hồng Loan thì đồng ý là cho là người con nuôi luôn cũng được cô chú, nhưng mà chị Hồng Loan là giấy tờ hợp lệ thì chị Hồng Loan được phép thừa hưởng tất cả những cái gì của cố nghệ sĩ để lại thôi cô chú. Nếu mà không hợp lệ thì chị Hồng Loan cũng đâu có lấy lại được cái bản quyền BH đâu. Thì sắp tới đây cô chú là chị Hồng Loan cũng sẽ có một cái cuộc gặp giữa mẹ con của cô cháu gái này tại tòa thành phố tiếp nha cô chú. Đó thì là để giải quyết cái câu chuyện á, mà tranh chấp tài sản ở kế mà đòi đồng sở hữu quá cô chú. Thì hiện tại bây giờ là cũng rất là vui luôn, chị Hồng Loan cũng đã là thắng hết rồi cô chú anh chị, chẳng qua sắp tới này á là ra tòa cho có lợ thôi cô chú. Đó thì vừa rồi á là bên tòa án thành phố cũng cho cái thời hạn mà bên phía cô cháu gái là 2 tuần, thì hôm nay là ngày 25 rồi đó, thì nó cũng dư ra 2 ngày rồi đó cô chú. À, sắp tới này á là không biết rằng mẹ con của nhà cám này sẽ đưa ra cái chứng cứ gì nữa cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ có 100 cái chứng cứ, có 1000 cái chứng cứ thì cũng không làm gì được cô chú, tại vì chị Hồng Loan là người con hợp pháp của cố nghệ sĩ đó, thì chị Hồng Loan là được phép thừa hưởng thôi cô chú. Đó cô chú ơi, thì buổi chiều ngày hôm nay là em cũng xin phép là được chia sẻ cái bài viết này để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết về cái bản mặt của cái anh thám tử lùng này nha cô chú. Đó, mình làm YouTube thôi mà, mình đâu có liên quan gì đâu mà cứ đi môi móc hoài cô chú. Đó, sắp tới này á, là cái anh này cũng sẽ là bị chị Hồng Loan này, đó là giáp mặt tại tòa, nhiều khi là sẽ bị bế đi luôn á cô chú. Dạ tôi giờ em cũng xin phép là cô kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.